Hi, xin chào các bạn. Kế bên mình đây là chiếc xe có cấu hình động cơ đặt sau, rear engine giống như chiếc Porsche 911, với mức giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Chính xác thì nó có giá khoảng 3,7 tỷ đồng, tức nghĩa là bằng phân nửa so với chiếc Porsche 911 lừng danh. Chưa dừng ở đó, chiếc Hyundai Universe 47 chỗ này nó còn êm như một chiếc Rolls-Royce. Và trong clip hôm nay, mình mời các bạn cùng khám phá chiếc xe. Wow, khá là đồ sộ này. Phiên bản chúng ta có đây là phiên bản Universe Premium, tức nghĩa là phiên bản cao cấp nhất mà Hyundai thành công lắp ráp tại Việt Nam. Về cái trang bị ở phần đầu xe thì cũng cơ bản thôi, đèn thì vẫn là bóng halogen hết, chỉ có cái đèn sương mù bên dưới là bóng LED. Cái điểm đặc biệt á là chiếc xe Beat 47 chỗ này nó có hệ thống treo trước và sau đều là phục hơi, phục khí. Cái lớp sau của nó có tất cả hai lớp mỗi bên. Và cái chiều rộng của nó, của cả hai lớp này thì chắc chắn là nó rộng hơn bản lớp của chiếc xe thể thao Porsche 911 rất là nhiều. Và đây, điểm nhấn của chiếc xe Hyundai Universe này chính là cái phần động cơ phía sau với cấu hình rear engine, tức nghĩa là nó đặt sau cái trục bánh xe sau. Đây là cái cấu hình động cơ đặc trưng của Porsche 911. Chiếc xe buýt này dài đâu đó khoảng hơn 12m, nặng cũng hơn 12 tấn. Và cái dung tích động cơ cũng là 12 lít 6 xi lanh thẳng hàng, động cơ dầu tăng áp. Thì cái động cơ này nó cho công suất tối đa là khoảng hơn 400 mã một chút trên cái phiên bản Premium. Nhưng mà cái điểm ấn tượng nhất đó chính là mức mô hình xoắn cực đại của nó rất là lớn, lên đến gần 1.800 Nm. Thế nên nó mới có thể tải được cái mức trọng lượng lên đến hơn 12 tấn của chiếc xe buýt 47 chỗ này. Rồi, trang bị phía sau thì cũng rất là cơ bản, cũng là đèn halogen hết thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lên khoang xe để khám phá xem nó có gì hay. Và dĩ nhiên là phải trải nghiệm cái cảm giác lái của chiếc xe động cơ đặt sau này. Mặc dù có đến 47 chỗ ngồi, nhưng mà chiếc Hyundai Universe này chỉ có một cánh cửa mà thôi. Và cánh cửa này nó điều khiển bằng điện, like a boss. Và chi tiết này nó làm mình nhớ đến cái mẫu xe Rolls-Royce Phantom. Thậm chí là Maybach vẫn chưa có cái cửa điện này nha. Rồi, ở đây thì chúng ta có đây, cái ghế dành cho tài xế và một cái ghế dành cho lơ xe. Đó, này ghế dành cho lơ xe. Phần còn lại là 45 chỗ ngồi dành cho hành khách. Ghế thì được bọc da hay là cái vật liệu giả da gì đó, nhưng mà cái phần hoàn thiện nó cũng khá là chỉnh chu, gọn gàng. Bây giờ mình sẽ ngồi thử vào một vị trí khá là rộng á, chỗ để chân này các bạn thấy. Một người lớn như mình vẫn còn dư kha khá. Không gian đầu thì bao la bạt ngàn luôn. Đây là cái thanh để mà chúng ta có thể gắn những cái rèm chẳng hạn, rèm che nắng. Đó. Và ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được độ tựa lưng. Đây chúng ta có cái phần bể tì tay gặp được. Rồi, cái phần để chai nước rất là tiện lợi. Cái kiểu bố trí ghế trên Hyundai Universe là hai ghế mỗi bên, thì một hàng có tất cả là 4 ghế. Lối đi như các bạn thấy là khá là rộng rãi, thoải mái. Xe thì chúng ta có đèn nội thất bên trong, và khi tối thì hình như ở đây là có cả cái đèn viền có màu để cho cái không gian bên trong nó thêm sinh động. Cái phiên bản Universe Premium này chúng ta có một hộc lạnh ở đây để có thể chứa kem, bia hay là nước ngọt cho những chuyến đi dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái vị trí của người tài xế trên chiếc Hyundai Universe này. Wow, ghế này nó có hệ thống hơi các bạn, thế nên nó cực kỳ êm. Thế này mà nhúng với lại bạn gái thì miễn chê luôn. Nhưng mà phần còn lại thì chỉnh cơm hết, tới lui lưng ghế đều phải chỉnh cơm chứ không có chỉnh điện. Đây là phanh hơi nè, đó, nhả ra. Còn khi mà chúng ta cài phanh lại thì nó có cái tiếng xì hơi nghe rất là lớn. Đó là cái tiếng đặc trưng của hệ thống phanh hơi. Bên đây thì chúng ta có hệ thống điều hòa tự động. Cửa kính điện một chạm. Đó.
chỉ có chạm một chạm chiều xuống thôi, còn lên thì chúng ta vẫn phải nhấn giữ nó. Cần số, cái phiên bản premium này thì có tất cả 6 số và số sàn nha, tức nghĩa là chúng ta vẫn có cái cần côn bên này, cái bàn côn bên này đó. Cái điểm mà làm mình bỡ ngỡ nhất đó chính là vô lăng của chiếc Hyundai Universe, nó rất là hoành tráng. Cái đường kính của nó mình nghĩ là phải bự gấp 1,5 lần so lại những cái đường kính xe con mà chúng ta thường thấy đó. Thì trên đây chúng ta có những cái nút điều khiển hệ thống giải trí, và một cái điểm khá là lạ đó chính là cái vô lăng của xe buýt hay là xe tải á, thì nó được đặt ở vị trí ngang thay vì là thẳng đứng như là xe du lịch chúng ta thường thấy. Vô lăng trợ lực thủy lực, thế nên là khá nhẹ, chân côn cũng được trợ lực luôn, thế nên mọi thứ nó không có gì gọi là nặng nhọc hết á. Lái một chiếc xe 47 chỗ bây giờ nó nhẹ nhàng lắm, nhàn nhã lắm. Ở đây chúng ta có cái màn hình đa thông tin, bản đồ tốc độ, đồng hồ tua. Rồi, bên đây chúng ta có cái nút để mà đóng cửa nè. Này, đóng cửa điện. Hệ thống điều hòa, hệ thống đèn trên xe, và một cái màn hình hệ thống giải trí thông tin tích hợp cái camera lùi đó. Bây giờ tới phần hấp dẫn nhất, mà chúng ta sẽ lái thử chiếc Hyundai Universe 47 chỗ này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhả cần phanh tay ra đó, vào số 1 thì cũng giống như là những xe hơi số sàn bình thường thôi, nhả chân côn ra là xe nó sẽ đi khá là êm mượt nữa, nó không có bị gằn đó. Mình vẫn chưa quen cái vô lăng kích cỡ lớn này cho lắm, cảm giác nó không có được trực tiếp như là xe con, bởi vì mình phải đánh nó nhọc hơn. Nhưng mà thật sự mà nói là cái cảm giác vô lăng này nó vẫn khá nhẹ chứ không đến nỗi quá nặng, bởi vì nó có cái trợ lực dầu đó. Phần quan sát xung quanh rất là đã, rất là bao quát. Động cơ của chiếc xe này có công suất hơn 400 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 1.800 Nm. Mình không rõ là tăng tốc từ 0 đến 100 km một giờ mất bao nhiêu lâu, nhưng mà trên bản đồng hồ tốc độ của chiếc xe này thì tốc độ tối đa là 160, nhưng mà chắc là sẽ không chạy tới 160 đâu. Cái điểm ấn tượng là chạy rất êm các bạn, êm cứ như là xe sang gì đó, như là Rolls Royce hay là Maybach gì đó. Hoặc cũng có thể là do mình ngồi ở vị trí của tài xế, nó có cái ghế hơi này, thế nên là nó rất là thoải mái luôn. Phản hồi từ mặt đường lên khá nhiều á. Nói chung cảm giác vô lăng chân thật. Lâu rồi mình mới đi lại xe buýt và thật sự không ngờ là xe buýt bây giờ nó êm quá. Tiếng máy cũng thì thầm thôi. Phản ứng thân xe thì dĩ nhiên không thể nào đòi hỏi một chiếc xe nặng hơn 12 tấn nó có cái phản ứng lanh lẹ như là những chiếc xe con được đó. Thật sự là mình rất là nể những bác tài Thành Bưởi cũng như là Phương Trang, không hiểu vì sao mà họ có thể tự tin ôm cua đi đèo với tốc độ khá là nhanh trên một chiếc xe buýt lớn như thế này. Nói chung là nếu như anh em muốn trải nghiệm một chiếc xe có động cơ đặt sau với mức chi phí phải gọi là phải chăng, cũng như là nhà có đông con vợ hay là đông vợ con gì đó, thì anh em nên cân nhắc chiếc Hyundai Universe 47 chỗ này. Ngoài ra, nếu như anh em đang ký một cái mẫu xe buýt để mà kinh doanh vận tải thì Hyundai Universe cũng là một sự lựa chọn an toàn, bởi vì cái xe buýt Hyundai đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ rất lâu và hiện nay là cái hệ thống dịch vụ của Hyundai cũng rất là đầy đủ. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn Hyundai Trường Chinh đã tạo điều kiện cho mình được lái thử mẫu xe buýt Hyundai Universe. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được lái một cái chiếc xe buýt cỡ lớn như vậy.